Trên thế giới, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đích thân chấp thuận lệnh khám xét nhà ông Trump. Quốc hội Latvia tuyên bố Nga là nước bảo trợ khủng bố. 9,2 triệu gia đình Anh đối mặt nghèo đói. Trung Quốc, Nepal nhất trí về việc xây dựng mạng lưới kết nối xuyên Himalaya. Cựu Tổng thống Sri Lanka đến Thái Lan. Tại Việt Nam, vụ hai nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha đang thực hiện quá trình tố tụng. Quốc gia thứ tư dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Tại Sài Gòn, thu hồi gần 56.600 sổ hộ khẩu giấy. Hơn 30.000 con tôm hùm và cá ở Phú Yên bị chết. Tại Hòa Bình, một người chết, một người mất tích sau mưa lớn. Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn vào đêm Vu Lan. Hằng Lâm xin được chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 12 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Vâng, như quý vị đã thấy, cuộc đột kích của FBI vào dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump đã gây ra cơn bão chính trị ở một đất nước vốn đã bị chia rẽ gay gắt, nhất là trong bối cảnh cựu tổng thống đang cân nhắc chạy đua cho vị trí ông chủ Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Cơ quan FBI cũng chịu chỉ trích từ các nhân vật cấp cao của đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ cựu tổng thống. Vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết ông đã đích thân chấp thuận cho cuộc đột kích của FBI và yêu cầu tòa án công khai lệnh khám xét. Ông Garland nói, cá nhân tôi đã thông qua quyết định xin lệnh khám xét. Đồng thời, người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng chỉ trích các cuộc tấn công vô căn cứ vào tính chuyên nghiệp của FBI và các đặc vụ và công tố viên của bộ này sau cuộc đột kích. Trong khi đó, một bài đăng trên mạng xã hội sự thật, cựu tổng thống cho biết các luật sư của ông đã hoàn toàn phối hợp với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cáo buộc ông xử lý không đúng các hồ sơ mật khi rơi nhiễm sở. Ông nói, và sau đó không biết từ đâu và không có cảnh báo, dinh thự Mar-a-Lago của tôi đã bị FBI đột kích vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Ông nói thêm rằng, các đặc vụ thậm chí còn lục tung tủ quần áo của đệ nhất phu nhân, lục loại quần áo và vật dụng cá nhân của bà. Và một tin tức khác cũng liên quan đến FBI diễn ra cùng ngày, đó là một người đàn ông có vũ trang mặc áo giáp đã cố gắng xâm nhập vào khu vực kiểm tra an ninh tại một văn phòng của FBI thuộc bang Ohio. Khi bị phát hiện, anh ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đại diện cảnh sát cho biết, sau khi đàm phán thất bại, các nhân viên thực thi pháp luật đã cố gắng bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên, anh ta đã chĩa súng về phía lực lượng chức năng và buộc họ phải nổ súng. Người đàn ông đã tử vong ngay tại hiện trường. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông có tên là Ricky Seifer, 42 tuổi. FBI đang điều tra dựa trên các tài khoản mạng xã hội của Seifer xem liệu người này có liên quan gì đến chủ nghĩa cực đoan hay không. Sự việc xảy ra vài ngày sau khi FBI đột kích và khám xét nhà riêng của cựu tổng thống Trump tại Florida, một động thái hứng chịu phản ứng trái chiều của dư luận. Chuyển sang một tin tức liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quốc hội Latvia vào ngày 11 tháng 8 đã thông qua một tuyên bố xem các hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine là khủng bố và chỉ định Nga là nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Thông cáo nêu rõ, tuyên bố của Quốc hội kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu đình chỉ ngay tức khắc việc cấp thị thực du lịch và nhập cảnh đối với công dân Nga và Belarus. Trong nhiều năm qua, các nghị sĩ Quốc hội Latvia đã cáo buộc Moscow trực tiếp và gián tiếp ủng hộ và tài trợ cho các chế độ và tổ chức khủng bố. Cơ quan lập pháp này đồng thời lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và kêu gọi cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương khẩn trương siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, đồng thời hỗ trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và ngoại giao lớn hơn cho Kiev. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định việc Quốc hội Latvia chỉ định Moscow là nước bảo trợ khủng bố là tinh thần bài ngoại. Cũng trong ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, ông Martin Boskov, thông báo 26 nước đã cam kết viện trợ tổng cộng thêm 1,55 tỷ đô la Mỹ để tăng cường khả năng quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Số tiền này sẽ được sử dụng trong năm nay và năm sau. Và tiếp nối sẽ là một tin tức cập nhật tại Afghanistan. Mới đây, trong một vụ đánh bom liều chết tại trường học ở thủ đô Kabul vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 8, một nhân vật cấp cao của Taliban là Rahimullah Haqqani đã tử nạn. Trước đó, ông này đã 2 lần thoát chết trong các âm mưu ám sát. Nhóm vũ trang IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo nguồn tin nội bộ Taliban, dù không giữ vị trí chính thức trong bộ máy cầm quyền, Haqqani lại là một nhân vật giàu ảnh hưởng bởi từng là thầy của nhiều thành viên trong tổ chức. Haqqani thường có những phát biểu cứng rắn chỉ trích IS vì tiến hành các vụ tấn công ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Mới đây là việc ông lên tiếng ủng hộ quyền đến trường học của trẻ em gái. Từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, Taliban đã dần áp đặt các quy định hà khắc hạn chế các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái. Đa phần các trường học dành cho trẻ em gái từ cấp trung học cơ sở trở lên đã bị đóng cửa. 9,2 triệu gia đình Anh đối mặt nghèo đói. Tổ chức chống đói nghèo do tác động của giá xăng dầu dự báo 9,2 triệu hộ gia đình ở Anh chiếm hơn 28% dân số sẽ rơi vào cảnh nghèo khó vì giá nhiên liệu cao từ ngày 1 tháng 10. Con số này sẽ tăng lên 10,5 triệu người từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ở Anh, một hộ gia đình bị xem là nghèo nếu thu nhập của hộ đó thấp hơn 60% so với mức trung bình toàn quốc. Thống kê chính thức cho thấy trong năm 2021, thu nhập bình quân của hộ gia đình ở Anh là 31.000 bảng Anh, tức là khoảng 884 triệu đồng. Chi phí năng lượng tại Anh bắt đầu tăng lên từ năm ngoái. Tới năm nay, hóa đơn năng lượng của người Anh đã tăng 54%, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, vốn đã buộc nhiều người phải lựa chọn giữa sưởi ấm và ăn uống. Trong khi đó, giá thuê nhà ở Anh tăng 11% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá thuê nhà ở thủ đô London đã tăng gần 16% so với cùng kỳ. Hồi tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài do giá năng lượng tăng cao chưa từng thấy, đẩy tỷ lệ lạm phát có thể lên tới 13%. Và tiếp theo là thông tin, Trung Quốc, Nepal nhất trí về việc xây dựng mạng lưới kết nối xuyên Himalaya. Trung Quốc cho biết nước này và Nepal đã đồng ý xây dựng cái gọi là mạng lưới kết nối đa chiều xuyên Himalaya sau cuộc họp giữa ngoại trưởng hai bên. Hôm 11 tháng 8, theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bắc Kinh sẽ tài trợ cho nghiên cứu về tính khả thi của tuyến đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nepal và cử các chuyên gia đến Nepal để khảo sát trong năm nay. Mạng lưới này thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, liên quan đến việc xây dựng hệ thống đường sắt và mạng lưới thông tin liên lạc. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nepal vào năm 2019, Trung Quốc và nước này đã nâng mối quan hệ của họ lên tầm đối tác chiến lược. Vâng thưa quý vị, vụ việc này khiến cho Hằng Lâm nhớ tới vai trò của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng khiến Sri Lanka vỡ nợ gần đây. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của quốc gia Nam Á này. Những khoản vay không thể trả từ Bắc Kinh để xây dựng cơ sở hạ tầng Sri Lanka được coi là một trong những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng của nước này. Và cũng liên quan tới Sri Lanka, theo một thông tin từ một quan chức cấp cao, ông Gotabaya Rajapaksa, cựu tổng thống Sri Lanka, đã bay bằng máy bay riêng từ Singapore đến Thái Lan vào hôm 11 tháng 8. Nguồn tin cho biết, máy bay của ông Gotabaya đã hạ cánh xuống sân bay Don Mueang tại Bangkok. Không rõ cựu tổng thống sẽ ở lại Thái Lan trong bao lâu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay, với tư cách là người mang hộ chiếu ngoại giao Sri Lanka, ông Gotabaya có thể nhập cảnh vào nước này mà không cần thị thực trong thời gian tối đa là 90 ngày. Đồng thời nhấn mạnh, ông chỉ tạm thời lưu trú chứ không xin tị nạn chính trị. Trước đó, ông Gotabaya đã rời Sri Lanka vào tháng 7 đến Singapore trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ hàng loạt nổ ra. Quay trở lại với tình hình tại Việt Nam, vụ 2 nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha đang thực hiện quá trình tố tụng. Tại buổi họp báo chiều qua ngày 11 tháng 8, trước câu hỏi về việc 2 công dân Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha có phải bị trục xuất theo yêu cầu của nhà chức trách nước sở tại hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hôm 3 tháng 8, tòa án trả hộ chiếu cho 2 người này vì đã có luật sư địa phương đại diện liên lạc với tòa. 2 người này sau đó đã lên máy bay rời Tây Ban Nha. Bà Hằng cho hay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra và thực hiện quá trình tố tụng. Với câu hỏi, vì sao vụ việc vẫn đang điều tra, 2 nghệ sĩ lại được về nước? Luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Sài Gòn cho biết, phía luật sư sở tại có thể đã có những cam kết để được đại diện cho 2 người này ở Tây Ban Nha. Về chi phí cho luật sư Học cho biết, chi phí pháp lý tại Tây Ban Nha sẽ do 2 nghệ sĩ tự chi trả theo quy định. Theo tìm hiểu của báo Lao động, phí tư vấn và làm việc của giới luật sư ở Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu trung bình khoảng 250 euro, tức là tương đương gần 6 triệu đồng một giờ. Mức giá này có thể thay đổi tùy vào mức độ nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc và vào khả năng thỏa thuận giữa hai bên. Trong khi đó, một luật sư người Việt đang làm việc tại Đức cho biết, hai nghệ sĩ sẽ phải chi trả một khoản tương đối khổng lồ cho việc này. Luật sư cho hay, đến thời điểm này, tòa án sở tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng, chưa có bản án chính thức về vụ việc. Quốc gia thứ tư dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Thông báo không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực, giấy phép cư trú với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội đưa ra vào ngày hôm qua. Cơ quan này cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, phía Việt Nam cấp hộ chiếu mẫu mới bìa màu xanh tím than, trong đó không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan. Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này. Như vậy, Phần Lan là nước thứ tư trong 26 nước thuộc khối Schengen dừng cấp thị thực với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, sau Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc, cũng với lý do thiếu thông tin về nơi sinh. Tuy nhiên, sau đó, một số giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ khó khăn. Cụ thể, Đại sứ quán Đức sẽ cấp xác nhận về nơi sinh bằng tiếng Đức để công dân xuất trình kèm theo hộ chiếu khi làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác. Đại sứ quán Tây Ban Nha quyết định công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Tuy nhiên, những người xin thị thực phải nộp kèm chứng minh thư, căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Còn đối với Cộng hòa Séc, Đại sứ quán tại Hà Nội thông báo sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị trú nơi sinh vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới. Đối với các trường hợp được cấp hộ chiếu mẫu mới trước ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán sẽ thực hiện việc ghi bị trú nơi sinh như nêu trên ngay trong ngày khi công dân xuất trình hộ chiếu tại phòng lãnh sự Đại sứ quán. Tại Sài Gòn, thu hồi gần 56.600 sổ hộ khẩu giấy. Cụ thể, vào chiều qua tại Sài Gòn, ông Lê Mạnh Hà, Công an thành phố cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến nay, đơn vị đã thu hồi hơn 56.500 sổ hộ khẩu giấy và cấp hơn 32.400 giấy xác nhận cư trú. Theo ông Hà, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thượng tá Hà cho hay, căn cước công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý về cư trú mà người dân có thể dùng để làm tất cả các thủ tục hành chính, không cần sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, có những trường hợp đã bị thu hồi sổ hộ khẩu nhưng chưa có căn cước công dân gắn chip, thì người dân có thể gửi yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú đến bất kỳ cơ quan quản lý cư trú nào trên cả nước, thời hạn giải quyết trong 3 ngày. Trước đó, nhiều phản ánh về việc bị thu hồi hộ khẩu giấy khi đến công an làm thủ tục. Trong khi đó, có người khi làm thủ tục nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu giấy gốc đến đối chiếu. Do sổ hộ khẩu giấy đã bị thu hồi, họ phải đến công an xin xác nhận, hiệu lực trong 6 tháng. Việc này gây ra nhiều khó khăn và phiền hà. Về vấn đề này, vào hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đơn vị chưa thu hồi sổ hộ khẩu giấy và cho rằng các trường hợp bị thu là cá biệt, hiểu không đúng về thông tư 55. Theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải thu tất cả. Công an cũng không cấp mới sổ hộ khẩu khi công dân đến điều chỉnh thông tin. Và tiếp theo là thông tin, hơn 30.000 con tôm hùm và cá ở Phú Yên bị chết. Kính thưa quý vị, mới đây, nhiều người dân ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên điêu đứng khi chứng kiến hơn 29.200 con tôm hùm với kích cỡ khác nhau, cùng trên 1.200 cá mú và cá chẽm nuôi lồng bị chết đột ngột. Tình trạng tôm hùm và cá nuôi chết xảy ra từ ngày 10 tháng 8 thuộc vùng nuôi khu phố Phước Lý, thiệt hại ước tính gần 2,5 tỷ đồng. Khi phát hiện, chủ lồng nuôi đã lặn xuống, nâng lồng lên tầng nước trên. Tình trạng tôm và cá chết mới được dần khắc phục. Với số hải sản đã chết, người nuôi phải vớt lên bán mong gỡ vốn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, lượng tôm và cá chết trong thời gian ngắn với số lượng lớn nhưng không có dấu hiệu bệnh lý. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ảnh hưởng của bão số 2 làm xáo trộn tầng đáy nước biển vùng nuôi. Cùng với đó, trầm tích hữu cơ tích tụ lâu năm do chất thải của hoạt động nuôi trồng gây ra các loại khí độc ở tầng đáy, tảo độc phát triển khiến cho tôm cá thiếu oxy ngạt khí độc. Tỉnh Phú Yên là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước và thị xã Sông Cầu là thủ phủ tôm hùm, vùng nuôi lớn nhất của tỉnh. Vào năm 2021, thị xã này có gần 5.000 gia đình nuôi tôm hùm với hơn 58.600 lồng, đạt sản lượng hơn 1.000 tấn. Trước đó, sản lượng loại hải sản này nơi đây trung bình đạt 1.000 tấn mỗi năm với giá trị từ 660 đến 995 tỷ đồng. Tại Hòa Bình, một người chết, một người mất tích sau mưa lớn. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8, tại tỉnh có mưa to, một số nơi lượng mưa rất lớn, trên 220 mm như xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, xã Đồng Bản, huyện Mai Châu và xã Cao Xương, huyện Đà Bắc. Mưa lớn gây thiệt hại nhiều ngôi nhà, ngập úng gần 300 hecta lúa hoa màu, nhiều gia cầm bị cuốn trôi. Các tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở ta luy dương, ngập sâu gây tắc đường cục bộ. Đáng chú ý, mưa lũ lớn vào hôm 11 tháng 8 đã cuốn trôi hai vợ chồng ở thôn Đồng Bông, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy khi đi hái na, khiến cho người vợ bị chết, người chồng hiện vẫn mất tích. Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa lớn, Hà Nội mưa giảm dần về đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11 đến sáng sớm nay ngày 12 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiều nơi lượng mưa lớn như Đông Lai, Hòa Bình hơn 244 mm, Ngọc Sơn, Hòa Bình hơn 178 mm, Cẩm Lĩnh, Hà Nội trên 130 mm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa là trên 180 mm. Theo dự báo, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa, tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên 80 mm, mưa sẽ giảm dần về đêm. Và cuối cùng mời quý vị cùng đến với thông tin hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn vào đêm Vu Lan. Tối qua tại chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân với trang phục của Phật tử đã đến tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Tại buổi lễ, các Phật tử sẽ cài hoa hồng lên áo, màu hồng dành cho người may mắn còn mẹ và màu trắng dành cho những ai đã mất mẹ. Theo ghi nhận, có hơn 600 người đến tham gia lễ thả đèn hoa đăng tại chùa, nhiều người đã rất xúc động. Chương trình kéo dài đến khoảng 20 giờ 30 phút. Sau buổi lễ, mỗi Phật tử được phát miễn phí một đèn hoa đăng và viết lên đó những lời cầu nguyện, lời chúc cho gia đình, cha mẹ bình an. Sau đó, hoa đăng sẽ được thả xuống sông Sài Gòn bởi các tình nguyện viên. Vâng, thưa quý vị, lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Và cũng từ đó, ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người con đất Việt trong dịp rằm tháng 7. Và ngày lễ hàng năm để cho con cháu tưởng nhớ công ơn của cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ, làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Phận làm con không quên chữ hiếu. Và thay mặt cho ekip của Khỏe Tự Nhiên và những người con, Hằng Lâm xin gửi những lời chúc tốt lành đến cha mẹ, các bậc trưởng bối thân tâm an lạc, vui khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.